Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại video tiếp theo tôi nhá. Và hôm nay thì nhà em đang đi gặt lúa mọi người ạ. Sáng giờ thì cũng gặt xong là một đám rồi. Đây. Sáng nay thì vừa mới gặt xong cái đám này này. Gặt xong còn chưa tuốt nữa. Chắc là tí chiều mới tuốt được mọi người ạ. Gặt tay thôi, máy không vào được. Còn tuốt thì tí tuốt ở máy điện hoàng kia. Bên dưới này thì bà con đang cày này. Đặt tay thôi. Đây. Gần xong cái đám này rồi. Còn cái đám trên và một cái đám bên kia nữa. Năm nay nhà mình đúng là làm ít mà. Ui, cái con bọ xích này nhiều thế. Đám này không tôm mấy mọi người, năm nay mua phải cái giống của nó chín muộn quá. Kết toàn tóc cơ. Đây. Người mà gạt thì đang gạt, mà người mà cày thì đang cày như kia đấy kìa. Oh. Xong rồi. Ông kia cày xong rồi. Cái chỗ không nên này chả phải gạt đâu anh Sáu ơi. Cái chỗ này chả phải gạt đâu, nó không nên vào cái chỗ này, không có cái hạt thóc nó. Mọi người thấy có vất vả không? Nên là bằng tay thế này thôi. Bằng tay thế này thôi. Hả? Cứ video anh đã xem đâu. Tiếp tục với cái đám này đi. Hát ra. Đẹp thế, quả dừa. Xem nào. Dừa nhá mọi người. Đã ăn dưa đây. Đây, quả đây này. Có ai ăn không ấy? Vào đây cô ăn đi. Không ai ăn này, một mình ăn thôi. Có cái này tính chỉnh vào là về cái bên mà toàn chờ cái là gì cũng tại sao này. Sắp mưa rồi. Đúng rồi. Ông này tham quá mà mình ăn được quả này. Mưa rồi mọi người ạ. Chưa xong mà lại mưa rồi. Cái đám này gần xong rồi. Nhưng mà còn cái đám này thôi. Mà lại mưa rồi. Mưa xuống rồi. Ong. Đập chưa xong mà đã mưa rồi. Này thì không ổn rồi. Còn một đám bên này nữa. Nốt cái đám bên này thì xong. Đặt xong bói này. Ui, mưa thế này chưa dọn được nữa. Liệu có tuốt được không? Mưa xuống này. Mưa thì tốt cho mấy cái đám mà bây giờ chuẩn bị cài, mà lại không tốt cho cái này chưa tuốt. Wow. Chỗ này nó lầy quá. Chỗ này hôm nọ nước nó không khô. Mưa ấy. Bây giờ phải đi xuống dưới này. Cái phần ở dưới này bị lét này mọi người. Cái này nó bị lét rồi. Này nó bị lem rồi, cho nên là không được. Nó có cái con bọ xích này này, nhiều quá. Kiểu không đủ nước ấy, không làm hết đấy. Cái vụ chiêm thì không đủ nước đâu. Cái vụ này thì mới là đủ nước. Vụ mà bây giờ chuẩn bị cài này. Mấy cái chó này có làm được không? Phải cái vụ này cơ mới đủ được nước. Còn mấy đám này nữa là xong rồi. Rồi. Thế nha mọi người nhá. Bây giờ mưa cũng mưa rồi thì mình cũng tạm dừng video đấy nhá. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhá.